Mời quý vị và con theo dõi bản tin thời tiết đông vụ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Thời tiết tại Thái Bình ban ngày mây thay đổi và có nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Chuyển sang phần đông vụ, thưa bà con, ốc nhồi có tập tính vừa sống nổi vừa sống đáy, di chuyển chậm và thường phân bổ không đồng đều trong ao nuôi. Ốc nhồi sinh sống ở nơi ẩm thấp trong ao, hồ, ruộng nước. Chúng phát triển mạnh vào đầu mùa mưa. Chọn ao có nguồn nước cấp, thoát thuận lợi, chất lượng đảm bảo, không bị ô nhiễm. Trước khi thả giống thì phải tẩy dọn ao đúng quy trình kỹ thuật, vét bùn, bón vôi, diệt tạp, phơi ao. Sau khi lấy nước vào ao, tiến hành trồng thả các loại thực vật thủy sinh như rong đuôi chồn, bông súng, bèo, vừa cung cấp thức ăn tự nhiên, chỗ bám vừa làm sạch môi trường nước ao nuôi. Ốc nhồi sau khi nuôi từ 3 đến 4 tháng đạt trọng lượng thương phẩm 25 đến 30 con trên 1 kg có thể thu hoạch. Sử dụng vợt, thuyền để thu tỉa ốc to vào lúc sáng sớm và chiều mát tại khu vực cho ăn. Con nhỏ tiếp tục chăm sóc. Muốn thu hoạch toàn bộ cần rút cạn nước và bắt kỹ bằng tay hoặc cào. Quay trở lại thời tiết cụ thể ngày hôm nay tại các vùng trong tỉnh được dự báo như sau. Khu vực thành phố Thái Bình, huyện Phú Thư, huyện Kiến Sương và các huyện phía Bắc tỉnh như là Hưng Hà, Quỳnh Phụ và Đông Hưng mới thay đổi và có nắng, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải mới thay đổi và có nắng, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Còn về thời tiết biển, do ảnh hưởng của rìa Bắc Nam rãnh thấp có trục qua Bắc Trung Bộ nên khu vực Bắc, Vịnh Bắc Bộ có gió đông bắc cấp 3, vùng ngoài khơi các huyện Thái Thụy và Tiền Hải có mưa rào và dông vài nơi. Bản tin thời tiết đông vụ ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và con đã theo dõi.